bàn. Dạ tôi lần đến với Huế mộng mơ, tôi yêu ngập một tình yêu dịu ngọt. Mẹ đẹp Huế chẳng đứa nào có được, mẹ cũng dịu ta ba lần trong thứ kính thưa toàn thể các cụ hai giới, hôm nay cụ Tít được tuổi 70, chúng tôi ở xóm Đồng Trạo là sang để chúc mừng bà được tuổi 70. Bà Tít đâu lại ra để tôi ăn trước hết là ăn mừng tuổi bà trước á, rồi sau tôi đi chúc mừng bà và bài. Một người đâu đi đi chuyển nó biết không? Hôm nay là phụ được tuổi lớn đấy. Duyên kéo đi đi. Có cả ý đến ba chị em chúng tôi để chào. Và chúng tôi là sang gia đình luôn mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, vài phúc nhiều hơn. Chị có mỗi cái ý để động viên bà sống lâu bách niên và dai lão. Này, bây giờ là tôi từ lấy đến giờ tôi cũng thay mặt cho bà nhân, dù hay hay không hay thì tôi cũng mời cậu bà Tít một bài mời chồng. Ăn mò miếng trầu ơi, thằng nhỏ ăn một miếng trầu, không ăn cầm lấy, cho em thằng thằng cháu đầy mừng thọ 70, cháu đầy mừng thọ 70, em mới mời các cụ cùng về soi miếng cháu. Cháu này ngon lắm đi phụ ơi. Còn để tiếp tôi tặng cụ một bài nhờ lòng chúa mẹ theo điều của con họ vẫn đi nhớ lòng và lòng xưa mẹ ấy. Ngày con đang ước mẹ tháo
con cháu đến nhiều hay biết ơn mẹ nhiều. Mời mẹ dạy đã bấy lâu nay, suốt cuộc đời con đi trong lòng. Lời mẹ dạy đã bấy lâu nay, suốt cuộc đời con đi trong lòng. Tôi xin nhắc. Vâng, xin cho một tràng pháo tay. Bà vâng, xin ba một bài rất là tuyệt vời. Để tiếp nối chương trình, đoàn văn nhà lại gửi đến một điệu nhảy. Điệu à? Vũ điệu. Chiếc khăn tiêu ạ. À? Chiếc khăn tiêu, vâng, xin trọng kính mời các bà. Thank you.
Chúng ta khán phòng cho một tràng một tay cổ vũ cho bạn vừa múa chiếc khăn tiêu. Xin thay mặt cho đoàn vâng. Con nào con trai của con tôi. Con trai thứ ba và con dâu thứ ba cũng có tặng bạn. Vâng, thay mặt cho đoàn xin chân thành cảm ơn tất cả các con dâu và con rể con gái của tôi. Vâng, bây giờ thì ngày này vâng, để tiếp theo chương trình vũ văn nghệ hôm nay, thưa ban tổ chức xin kính mời con trai thứ ba là Nguyễn Ngọc Hiền gửi đến tất cả các bạn bài hát gánh mẹ. Vâng, một nữa xin trân trọng kính mời. Cho con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã bao phần gánh con. Cho con gánh mẹ đầu non, cả lòng mẹ đã gánh con biết trời. Ngày xưa mẹ gánh à ơi, con xin dâng lại những lời mẹ ru. Thương đời gió như mù, thì con hạnh phúc chẳng tự tan nhan. Để con gái mẹ thương gắn, sợ khi mẹ mong buồn lòng cánh mẹ. Cho con hạnh phúc tan nhan, gánh qua lòng lòng gánh gánh. Cây mẹ ta lá trên cây người đông lá rụng còn tay khăn xa. Mẹ ơi sắc in sắc con sao đang hết đông lao khổ thương. Mẹ áo đun lưng đôi bằng công liêu người trời bao la cho con gánh lại mẹ. Để sau khi anh chỉ là con con. Xin cảm ơn chị Dung. Cho con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tạo phần gánh con. Cho con gánh mẹ đầu non, cả đường mẹ đã gánh gánh một biển. Ngày xưa mẹ gái nhà ơi, con xin đem lại những lời mẹ ru. Đường đời vẫn gió mịt mù, thì con hạnh phúc chẳng được lắm ai. Để con gắng mẹ thương gắng, sợ khi mẹ mất mang cánh ai. Cho con gánh cả tháng dài, gánh qua lòng sông ngày càng cay. Cho con gái ở đời ai thân quả đàn tôi gái đời. Mẹ xa là sông xa cây, ở đâu lá thu tôi đầy cánh sao. Trời mà trong con gánh lại mẹ già, để con có gánh chính là con.
Đúng rồi, lấy nước không kia cho người ta uống rồi. Thế là phải tạm hết rồi cả. Và sau đó các cậu bài đến với dương nhảy tiếp theo là dương nhảy trong trường hợp dân cụ và đến với trung quân gia đình. Thôi thằng Hoa nhìn không đi thì lùi ra đây mình đấy. Làm đấy đấy, đi thì muộn. Kéo đi. Thank you.
đoàn những pháo tay. Vâng, để tiếp theo chương trình, có thể vẫn xin kính mời vừa quay lên giao lưu với chương trình con bài. Vậy thế là bà Tít hôm nay cũng là tuổi 70. Có nhà mời chúng tôi sang để uống nước ăn dầu. Cùng chung vui với gia đình cũ. Nghĩa thắng trước ta sau
trong chương trình vui văn hóa văn nghệ mừng lễ của cô ca sĩ Ngọc Sơn và Thúy Lan xin gửi đến bài hát tình em trong chiều hội hôn lễ. Cháu tin